Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì rất là nhiều anh em chúng ta sử dụng rim Thái mà anh em bị hư hộp xích nha. Mình thấy khá nhiều luôn. 10 xe thì nếu như mà tính ra rã ra thì chắc chỉ được khoảng 1-2 xe là cái cáp hộp xích đẹp thôi. Còn lại đa số là nó nát bươm hết. Thì đây, hôm nay mình giới thiệu cho anh em bộ cáp hộp xích của rim Thái anh em nha. Thì trong các mẫu hộp xích rim Thái hiện tại có loại lô, loại zin này kia, thì mẫu này theo Đạt là có một cái bộ chất lượng tuyệt vời nhất rồi. Tại vì sao? Tại vì nó có bấm điện nha anh em nha. Bấm điện là như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi. Thì với cái hộp xích này thì em thì cái giá của nó rất tốt luôn, có 600 ngàn một bộ thôi. Mà anh em chúng ta sử dụng là lên xe là cực kỳ đẹp luôn. Tại vì nó thuộc dạng là cái phần lớn ở trên xe nè. Cái hộp xích xe này nhìn vô là thấy ngay phần hộp xích ở đầu tiên. Cho nên là anh em lên xe là nhìn thấy nó khác biệt ngay, nó rất là đẹp nha. Cái màu sơn nó đẹp cho tới cái phần bấm điện nó nhìn rất là chất lượng luôn. Cái đẹp như thế nào mình sẽ mở cho anh em coi. Ngày xưa thì mình có một mẫu nhưng mà cái mẫu đấy thì nó không có bấm điện đẹp như thế này, cho nên là mình cũng không khoái mấy. Nhưng mà cái bộ này thì cái bấm điện nó rất là đẹp, nhìn là mê ngay anh em nha. Đây, mình sẽ mở đi cho anh em coi. Họ đóng gói ở trong cái bịch như thế này nha. Rồi, quay thấp xuống cho anh em coi. Đây ha. Rồi, đây là cái bộ hộp xích của mình nha. Rồi, đây hộp xích rim Thái nha anh em. Rất đẹp nha, bộ này nói chung là đẹp lắm anh em ơi. Về là anh em lên xe là hết bài luôn ha. Đấy. Đó. Anh em thấy chưa? Này, bấm điện của nó này, nhìn này. Giống y hệt zin luôn nha, chứ không phải là cái loại nó chỗ này không bấm điện nha, hay là bấm điện chỗ này yếu nha. Đó. Cái này lên xe là hết bài luôn. Rồi, qua một bên nè. Lấy thêm một cái nữa. Nói chung là một bộ này của nó là anh em về anh em lên xe là nhìn là thôi rồi luôn em ơi, nhìn chất lắm. Đạt thì cái này là bán rất là chạy nha, tại vì cái mẫu này anh em là theo mình nó là chất lượng nó thuộc dạng cao nhất ở trong các loại theo xe các loại mới rồi, nó gần như là theo xe luôn đó. Đây, đây anh em ha. Cái này hộp xích zin cho nên là ở phía dưới nó sẽ có cái phần gài nha anh em. Đây, phía dưới nó sẽ có cái phần gài lại cho anh em nè. Đây nè, thấy không? Đây, gài lại cho anh em nha. Rất đẹp. Hộp xích này là do nó là hàng chuẩn anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm. Anh em lên xe là anh em không có sợ nó bị chặt lỗ nha. Gắn là nó khớp ngay, không có sợ bị chặt lỗ như những cái loại mà hàng rẻ tiền nha anh em. Hàng rẻ tiền anh em lên xe nó có một cái là nó hay bị chặt cái lỗ này lắm. Còn này là hàng chuẩn nha anh em, cho nên là lên xe anh em không sợ nó bị chật mấy cái lỗ này. Đấy, ở phía dưới nó có phần gài giống như là hàng theo xe luôn. Cho anh em về là anh em gắn vô chuẩn ngay nha. Đó, màu của nó này. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em nha. Màu rất là đẹp luôn. Đó. Thì với cái mức giá cũng rất là phải chăng, 600 ngàn một bộ. Thì đây, anh em nhìn chất lượng của nó từ trong tới ngoài nha. Ở trong này bấm điện nguyên một dàn trong luôn này. Nguyên một hàng ở trong luôn. Đó, nên thấy không? Như một hàng ở phía trong luôn, rất đẹp. Đây, phía ngoài này bấm điện này. Đấy. Chưa, nhìn mê ly không anh em? Quá đẹp luôn. Rồi, bấm điện này. Cái công nghệ bấm điện có nghĩa là nó sẽ sử dụng một cái luồng điện ở cái công suất lớn. Sau đó là nó bấm vào đây. Thì nó sẽ ra cái dấu như thế này. Mà cái dấu như thế này thì anh em chúng ta dùng khuôn đúc hay để dập này kia nó sẽ không bao giờ đẹp được như vậy. Mà nó phải là dấu bấm điện nha. Đó, nó là như vậy. Thì ở những cái loại hàng zin thì nó mới sử dụng được cái công nghệ bấm điện, công nghệ cao như thế này. Còn những cái loại rẻ tiền thì nó chỉ sử dụng công nghệ là hàn hoặc là chích keo hoặc là dập khuôn thôi, chứ nó không sử dụng bấm điện nha. Đó, anh em lưu ý cái này. Đó, cái này nó có 4 cái bấm điện, nhìn rất là đẹp và chuẩn đúng thái luôn này. Đấy. Thì với cái mức giá là 600 ngàn thì mình nghĩ là cái bộ này rất là xứng đáng để anh em bỏ tiền ra. Để anh em nào chúng ta cần thì anh em có thể quan tâm liên hệ. Nói chung 600 thì nó cũng khá rẻ đó anh em, mình thấy là giá này rất rẻ luôn chứ không phải là giá tốt nữa mà là giá rẻ đấy. Thì anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn nha.